này nó có cả giấy này. Đo trước qua một tí đây. Đây này. Này. Nói qua mấy cái đường bảo vệ thôi. Đo ghi. Thế đấy thì đơn giản nhất là T1 quả gì đây? Chia. Ờ, T2 của chia từ từ đã. Nấy mát này. Giờ nấy mát này. Đo này. Đường này là đường HZ này. Điện áp AC này. Đi này. Qua đây này. Vòng qua đây. Đi ra đây, về đây. Đường này 1,1V, cái này bị dâng cao này. Nó có 1,1V thôi. Đi ra. 1,1V. Nó lấy ra đây này, từ đây. Nọc từ đây vào, đi qua ăn chăn kép này, ra đây, vòng ra đây. Đi ra. 1,1V nha. Đi về phía. Là một đường nha. Hát giác này, hai là đường sợi đốt này. Sợi đốt lấy này, từ đây này. Vòng từ đây sang đây này. 0,8V. Nọc về đây. 0,8V nhá. Hai đường. Đường thứ ba là đường. Đường này là đường quả gì nhỉ? Một cái đường có bơm xả. Đây là bơm xả này. Đường khoảng 3/2 nhá. Chuẩn của nó là 3/2 đấy. Còn đường khóa cửa là 2,5 này. Dạ. Đây là T2 của khóa cửa, T2 chiếc đấy. Đây là có bơm xả. Bơm này khóa cửa này. Đây là khóa cửa. Còn tiếp điểm của khóa cửa nhé. Thì nó đóng tiếp điểm vào nhau cấp cho nguồn chung ấy. Thì nó đi về được này. Qua được này. Hai cái bên này hít nhau. Đây qua đây. 2,5. Được chưa? Còn khi động cơ quay nó sẽ có đếm từ báo về đây. Bình thường ở đây không có vô. Khi động cơ quay nó bên đây vô. Ừ. Được chưa? Đấy. Ở đây thì có rắc này là rắc khóa cửa bơm, rắc này có động cơ, có cuộn dây và đếm từ, rắc này là rắc của hai van cấp nước, rắc này là rắc của giao tiếp thì gồm có âm dương 12V 5V và là giao tiếp đi về một sợi thôi. Còn ở đây có ba sợi thì có dây phao và sensor cảm biến nhé. Nguồn ở đây nó có nguồn 5V, nguồn 7V mắc nối tiếp thành 12V. Được chưa? Đó. Chương trình qua là như vậy. Ở đây đây là cuộn dây từ đây tức là đây là nguồn chính nhé. Cấp vào T1 của chiếc nhé. Tại hai cái đường này nó sẽ đo dòng bởi ở bên này bên này. So sánh về cho IC 358. 358 nọc qua 56 thì là 7, 7 hiện sang 3. 2 3 so sánh là 1, 1 về khiển. Khi động cơ quay sẽ khi động cơ quay này sẽ dâng bôn. Alo, để đo dòng. Alo, alo. Có Hiếu đây anh ơi. Nào mà để ra có khách.